năm Chiếc Bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Một giám mục Việt Nam lên tiếng về bắt hại tôn giáo ngày nay được hiểu là sự ngược đãi, phân biệt đối xử, áp bức hoặc bạo lực đối với những cá nhân và các cộng đoàn có niềm tin tôn giáo. Đó là Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952, là một giám mục công giáo người Việt. Ngài hiện đảm nhận vai trò giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho và chủ tịch ủy ban tu sĩ trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam Nhiệm kỳ 2022-2025. Khẩu hiệu giám mục là hãy theo thầy. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, Đức trai Phê rô Nguyễn Văn Khảm còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Giám mục Khảm sinh tại Hà Đông, sau đó cùng gia đình di cư vào Nam năm 1954. Sau khoảng thời gian dài tu học tại nhiều chủng viện khác nhau trong giáo tỉnh Sài Gòn, được phong chức linh mục năm 1980, sau đó lần lượt giữ các chức vụ như Linh Mục Phó Sứ Hà Đông, Quản nhiệm Sứ Hà Nội, Phó Sứ Đức Bà Sài Gòn và Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Linh Mục Nguyễn Văn Khảm được cử du học Hoa Kỳ, sau đó trở về Việt Nam, làm Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Linh Mục Nguyễn Văn Khảm được tấn phong Giám mục vào tháng 11 năm 2008 một tháng sau khi tin bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá thành phố Hồ Chí Minh được công bố. Trong thời kỳ này, ngài cũng kiêm nhiệm các vai trò khác nhau trong Hội đồng Giám mục Việt Nam như Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội 2010-2013, Phó Tổng Thư ký 2010-2016, Tổng Thư ký 2016-2022. Tháng 7 năm 2014, Tòa Thánh công bố bổ nhiệm nhé mục khảm làm giám mục chính tòa Mỹ Tho lễ nhậm chức được cử hành sau đó vào tháng 8 cùng năm năm 2016 ngài được bổ nhiệm làm thành viên của quốc vụ viện truyền thông một cơ quan thuộc giáo triều Roma do giáo hoàng Francisco thành lập trên trang web giáo phận Mỹ Tho đăng lên bài viết bác hại tôn giáo của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm như sau mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam là dịp nhớ lại giai đoạn lịch sử khắc nghiệt với công giáo qua các triều đại vua Lê, Chúa Trịnh, Cảnh Thịnh và Triều Nguyễn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tử Đức. Tổng cộng là 117 năm, năm 1745, năm 1862. Một câu hỏi xuất hiện, ngày nay các kỳ tư hữu trên thế giới còn bị bắt hại không? Có lẽ chúng ta nghĩ đó là chuyện đã qua rồi, nhưng rất tiếc là thực tế không phải như thế. Bách hại tôn giáo ngày nay được hiểu là sự ngược đãi, phân biệt đối xử áp bức hoặc bạo lực đối với những cá nhân và các cộng đoàn có niềm tin tôn giáo. Sự bách hại đó bao gồm sự vi phạm những quyền căn bản của con người như quyền tự do thờ phượng, tự do biểu đạt, tự do hội họp theo niềm tin và thực hành tôn giáo của mình. Có nhiều lý do dẫn đến sự bách hại các Kitô hữu. Trước hết là vì niềm tin tôn giáo của họ. Ngoài ra còn có những lý do kinh tế và chính trị làm cho sự bách hại nặng nề hơn. Chẳng hạn trong một số quốc gia, các kỳ tư hữu được cho là mối đe dọa đối với nhà cầm quyền và bách hại tôn giáo là một cách để kiểm soát tình hình. Thêm vào đó, trong một số quốc gia, sự bất khoan dung về văn hóa và tôn giáo làm cho sự bách hại trầm trọng hơn. Tại một số quốc gia khác, Kitô tô giáo được cho là tôn giáo ngoại lai của phương Tây vì thế bị nhìn với thái độ cảnh giác, thù nghịch và hằn học. Thống kê cho thấy sự bắt hại các Kitô hữu gia tăng ở nhiều nơi trong những năm gần đây. Trong những năm gần đây, gần 340 triệu Kitô hữu trên thế giới, tức là một phần bảy, phải chịu bắt hại dưới nhiều hình thức khác nhau như bắt bớ cách độc đoán, bạo lực, vi phạm quyền con người, kể cả sát hại. Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng điều kiện sống của nhiều Kitô hữu ngày nay còn tồi tệ hơn thời hội thánh sơ khai. Chúng ta có thể làm gì? Trước hết là cầu nguyện. Sách công vụ các tông đồ kể chuyện vua Herode, thời đó ngược đãi một số người trong hội thánh. Ông ra lệnh chém đầu thánh Giacobbe, rồi bắt cả thánh Phêrô tống giam vào ngục. Và sách công vụ ghi nhận, đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Cũng vậy, việc đầu tiên và quan trọng nhất chúng ta phải làm là cầu nguyện cho những anh chị em kia tư hữu đang bị bắt hại để họ kiên vững trong niềm cậy trong và can đảm làm chứng cho tin mừng. Cái đó là sự liên đới. Trong thư một Corinto, Thánh Phaolô ví hội thánh như một thân thể, tuy có nhiều chi thể, nhưng vẫn chỉ là một thân thể. Rồi Ngài nói, nếu một chi thể nào đau, thì mọi chi thể cùng đau nếu một chi thể được vẽ vang thì mọi chi thể cũng vui chung vì thế là ki tô hữu chúng ta không thể không biết đến và liên đới với những anh chị em ki tơ hữu đang bị bắt hại không những trong quốc gia mình đang sống nhưng còn ở mọi nơi trên thế giới cầu nguyện là cách thể hiện sự liên đới đồng thời sự liên đới ấy có thể được bày tỏ bằng những cách thế khác nhau như thăm hỏi lên tiếng bênh vực trợ giúp vật chất khi có thể Cuối cùng là bài học đức tin chúng ta cần lĩnh hội. Chim ngắm sự kiên cường của các Kitô tư hữu bị bắt hại mà vẫn kiên trung trong đức tin. Chúng ta cảm nhận rõ nét điều Thánh Phaolô nói. Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gâm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu thương chúng ta. Quả thật, chúng ta mắc nợ những anh chị em Kitô hữu đang bị bắt hại. Tấm gương của họ cho thấy đức tin Kitô đáng quý dường nào và chúng ta được thúc đẩy để sống trung thành với đức tin đã được trả giá bằng máu của Chúa Giêsu Kitô và của biết bao nhiêu Kitô hữu trong suốt chiều dài lịch sử của hội thánh. Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm